Sáng ngày 23 tháng 8, Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thái Thiện, 58 tuổi, tên gọi khác là Thiện Soi, và Lê Thái Phong, 31 tuổi, con trai bị cáo Thiện, bị truy tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tội rửa tiền. Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2020, cha con Thiện Soi đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng, với mức lãi suất vay từ 109% một năm đến 146% một năm và đã thu về hơn 122 tỷ tiền lãi. Trong đó, số tiền thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng là gần 99 tỷ đồng. Sau đó, cả hai bị cáo rửa tiền bằng cách sử dụng hơn 59 tỷ đồng vào việc chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của những người vay không trả được nợ. Khoảng tháng 8 năm 2020, một người dân đã làm đơn tố giác hành vi của cha con ông Thiện đến cơ quan công an thị xã Phú Mỹ sau khi đã trả rất nhiều tiền và cấn trừ nhiều tài sản nhưng vẫn chưa hết nợ. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định mức lãi suất do Thiện và người vay tự thỏa thuận, trong đó có nhiều khoản vay với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.500 đồng một triệu một ngày, và cứ 10 ngày con nợ phải thanh toán tiền gốc lãi một lần. Nếu không thanh toán trong thời gian trên thì lãi sẽ nhập gốc và lập thành hợp đồng vay mới. Tại phiên tòa sáng nay, sau khi nghe Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, bị cáo Thiện cho rằng mình bị oan và không đồng tình với những quy kết của toàn bộ cáo trạng truy tố cho vay lãi nặng.